Hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chương trình Xe và Xu hướng. Chương trình được phát sóng vào mỗi 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Thaco. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu là một số thông tin về các sự kiện ra mắt xe mới trong tuần qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục thử xe, giới thiệu phần còn lại của mẫu xe MG5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tuần qua là một tuần sôi động của thị trường ô tô trong nước khi nhiều hãng xe đồng loạt ra mắt xe mới. Trước tiên, thưa quý vị, thương hiệu xe thể thao Đức Porsche vừa ra mắt mẫu xe Macan thế hệ mới đến thị trường Việt Nam. Ở thế hệ mới này, Macan có khả năng vận hành thể thao hơn, thiết kế gia tăng độ nhận diện đi kèm hệ thống điều khiển mới. Xe có 3 phiên bản Macan, Macan S và Macan GTS, giá bán từ 2,9 đến 4,7 tỷ đồng. Porsche tiếp tục nâng cấp diện mạo của dòng xe compact SUV với nhiều điểm nổi bật. Phần đầu xe mang thiết kế mới với các nan hút gió sơn cùng màu ngoại thất nhằm nhấn mạnh chiều ngang của xe, giúp Macan trông bề thế hơn khi di chuyển trên đường. Ở phiên bản cao nhất, phiên bản GTS, hốc hút gió và một số chi tiết ngoại thất khác được sơn màu đen. Ở đuôi xe, cản sau được hoàn thiện bởi bộ khuếch tán gió được đặc biệt thiết kế mới hoàn toàn nhằm tăng tính động học. Cản trước và sau mang cấu trúc 3D mới, ốp hông xe cũng có thể tùy chọn mang thiết kế này. Cụm đèn trước LED với hệ thống đèn năng động của Porsche và gương chiếu hậu bên ngoài Sport Design giờ đây được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Macan mới có 14 tùy chọn màu sơn ngoại thất, bao gồm hai màu sơn mới là Papaya Metallic và Gentian Blue Metallic. Màu xanh Python Green dành riêng cho phiên bản Macan GTS đi cùng gói trang bị thể thao GTS. Ngoài ra, Porsche Exclusive Manufacturer cung cấp thêm tùy chọn Individual Color và Paint to Sample, mở rộng tính cá nhân hóa không giới hạn cho khách hàng. Mâm xe kích thước lớn cũng được trang bị tiêu chuẩn 19 inch đối với phiên bản Macan, 20 inch cho phiên bản Macan S và 21 inch cho Macan GTS. Ngoài ra có tổng cộng 7 kiểu thiết kế mâm mới cho khách hàng lựa chọn. Porsche Macan thế hệ mới được nâng cấp đáng kể bên trong nội thất, đặc biệt là bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hiện đại và tinh tế. Hệ thống điều khiển mới sử dụng các bề mặt cảm ứng thay cho nút bấm vật lý, mang đến sự tinh giản cho khoang lái. Cần số mới được thiết kế ngắn hơn nằm ở trung tâm bảng điều khiển. Ở phía trên bảng táp lô, chiếc đồng hồ cơ đặc trưng giờ là trang bị tiêu chuẩn. Các chi tiết nội thất bọc da và những đường chỉ tương phản màu Gentian Blue, Papaya hay Crayon là tùy chọn mới làm điểm nhấn nội thất. Macan mới được trang bị vô lăng đa chức năng và vô lăng thể thao kiểu GT lấy cảm hứng từ dòng xe 911. Bên cạnh những cải tiến về khả năng vận hành và những chi tiết màu đen nổi bật ở ngoại thất, gói trang bị thể thao GTS dành riêng cho phiên bản cao cấp nhất cũng bao gồm nhiều chi tiết độc quyền bên trong nội thất. Các chi tiết này bao gồm ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng, gói nội thất carbon, nội thất chất liệu Raytex kết hợp với các chi tiết bọc da. Các chi tiết được khâu viền chỉ với màu sắc tương phản và dòng kiểu GTS màu Python Green. Cả 3 phiên bản mới đều có công suất vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm. Macan GTS là phiên bản mạnh nhất của dòng xe SUV thành công này, trang bị động cơ V6 tăng áp kép 2,9 lít, sản sinh công suất 324 kW tương đương 440 mã lực, tăng 44 kW tương đương 60 mã lực so với phiên bản trước. Với khả năng phản hồi tức thì và hệ truyền động đặc trưng của những mẫu xe Porsche GTS, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,3 giây, đạt vận tốc tối đa 272 km/h khi trang bị gói Sport Chrono. Phiên bản Macan S mới cũng được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 2,9 lít, có khả năng sinh công suất nhiều hơn 26 mã lực so với thế hệ trước, công suất tối đa đạt 280 kW tương đương 380 mã lực. Động cơ mới giúp xe tăng tốc đến 100 km/h từ trạng thái đứng yên chỉ trong 4,6 giây và vận tốc tối đa đạt được là 259 km/h. Trên Macan phiên bản tiêu chuẩn, động cơ 4 xi lanh tăng áp được phát triển hoàn toàn mới, có công suất 265 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,2 giây, đạt tốc độ tối đa 232 km/h. Các phiên bản mới đều được trang bị hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche và hệ thống quản lý hợp lực kéo của Porsche dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với 600.000 chiếc xe đã được giao đến khách hàng trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2014, Macan giữ vai trò đặc biệt tại Porsche, khoảng 80% khách hàng mua xe Macan là khách hàng mới. Bên cạnh đó, tỷ lệ khách hàng nữ lựa chọn Macan cũng đang tăng đều trong những năm gần đây, cao nhất trong tất cả các dòng xe Porsche. Tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Macan, gần 60% khách hàng của Macan là nữ. Tại Việt Nam, các phiên bản Macan thế hệ mới có thể đặt hàng ngay từ bây giờ và có giá bán tiêu chuẩn lần lượt như sau.
Một hãng xe đồng hương của Porsche là Mercedes-Benz trong tuần qua cũng đã ra mắt khách hàng mẫu xe C-Class mới với thiết kế mới, cá tính và thời trang. Dịp này, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã công bố những kế hoạch khác từ việc nâng cấp nhà máy sản xuất, mở rộng hệ thống đại lý đến việc ra mắt các sản phẩm của mình tại Việt Nam trong năm 2022, trong đó có xe điện. Trước đó, Mercedes-Benz đã có buổi gặp mặt báo chí nhằm công bố những cải tiến công nghệ trong dây chuyền sản xuất và lắp ráp, đồng thời cho biết kế hoạch ra mắt nhiều sản phẩm mới trong năm nay, mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc và định hướng dài hạn trong việc ra mắt các mẫu xe điện trong tương lai. 6 dòng xe chiến lược sẽ được Mercedes-Benz ra mắt tại Việt Nam trong năm 2022 gồm xe điện hạng sang Mercedes EQS phiên bản sedan, Mercedes Maybach S450 4MATIC và Maybach GLS 480 4MATIC, Mercedes-AMG GLA 45S 4MATIC và Mercedes-AMG SL. Đây đều là những mẫu xe được yêu thích hàng đầu thế giới và sở hữu sức hút không hề nhỏ đối với giới yêu xe trong và ngoài nước. Quan trọng hơn hết, gần 3 thập kỷ đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam, thương hiệu ngôi sao ba cánh đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư và phát triển thị trường. 2 năm vừa qua là giai đoạn chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu mẫu xe điện EQS dự kiến tại Việt Nam Motor Show 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện gặp mặt báo chí vừa qua, Mercedes-Benz đã chính thức ra mắt mẫu xe Maybach GLS 480 4MATIC. Đây là chiếc xe SUV thể thao được xây dựng trên khung gầm của Mercedes-Benz GLS. Maybach GLS 480 giờ đây mang đến sự vững chắc và mạnh mẽ đặc trưng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có của Maybach nhờ nội thất sang trọng. Không gian bên trong xe sẽ khiến bất kỳ vị khách khó tính nào cũng sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đẳng cấp. Không chỉ sở hữu ghế bọc da Nappa tích hợp chức năng massage, hệ thống âm thanh vòm cao cấp Burmester High-End 3D GLS 480 4MATIC còn bố trí khoang sau tích hợp không gian làm việc sang trọng với thiết kế ghế thương gia cùng bàn làm việc gấp gọn tiện dụng. Tương tự như trên dòng xe Mercedes Maybach S-Class, Maybach GLS cũng được trang bị khối động cơ 3.0 lít 6 xi lanh thẳng hàng với công nghệ tăng áp, công suất tối đa 367 mã lực. Dự kiến mẫu xe Maybach GLS 480 4MATIC sẽ được giới thiệu tại các đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam từ tháng 7 năm 2022 với giá bán 8,4 tỷ đồng. Màn trình diễn ra mắt Mercedes-Benz C-Class mới thu hút hơn cả. Mẫu xe sedan C-Class được thiết kế theo ngôn ngữ Senseo Purity giờ đây còn được nhấn mạnh hơn ở nét thể thao, năng động, chứ không quá chú trọng đến sự sang trọng. Chính điều này khiến C-Class trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới trẻ, thể hiện cá tính và khẳng định cái tôi cho chủ nhân sở hữu. C-Class mới có 4 phiên bản, C300 AMG First Edition, C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus và C300 AMG. Đặc biệt nhất là phiên bản C300 AMG First Edition với thiết kế hiện đại và sang trọng, thể thao và tinh tế. Phiên bản giới hạn này được tạo ra để dành cho những người trẻ luôn tìm kiếm sự khác biệt và dẫn đầu xu hướng. Một số chi tiết đáng chú ý trên C-Class mới gồm đèn chào mừng Mercedes-Benz, động cơ 2.0 lít với tính năng EQBoost, mâm xe thể thao AMG với thiết kế 5 chấu kép 19 inch, vô lăng thể thao kiểu bọc da Nappa cao cấp với các nút bấm đa chức năng. Bảng điều khiển trung tâm hướng đến người lái cùng với màn hình giải trí trung tâm 11.9 inch với tính năng cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. C-Class sử dụng hệ điều hành MBUX thế hệ thứ 2, hệ thống hỗ trợ đổ xe với camera 360 độ thông minh, hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm. Phiên bản giới hạn C300 First Edition sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý và sẵn sàng giao đến khách hàng từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Các phiên bản C-Class còn lại bắt đầu được các đại lý nhận đơn đặt hàng từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Mức giá bán của các phiên bản C-Class mới như sau. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, tập đoàn Thành Công, TC Group và Hyundai Motor cũng đã chính thức giới thiệu sản phẩm xe điện IONIQ 5 tại Việt Nam, với mục tiêu mang lại trải nghiệm sớm cho khách hàng và thị trường. TC Group và Hyundai Motor cho biết sẽ lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng và thị trường để tối ưu các phiên bản, hạ tầng trạm sạc trước khi đi vào sản xuất và phân phối mẫu xe này trong thời gian sớm nhất. IONIQ 5 là mẫu xe điện chiến lược của TC Group và Hyundai Motor trong lộ trình phát triển các dòng xe thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng tên gọi IONIQ, thương hiệu mới được Hyundai Motor tách ra nhằm phát triển độc lập với các mẫu xe sử dụng năng lượng xanh.
Cái tên Ioniq là sự kết hợp của từ ion, điện tích và nguyên tử, và từ unique nghĩa là độc đáo. Ioniq 5 được xây dựng trên nền tảng eGMP, sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. Đây là mẫu xe thuần điện BEV với hệ thống pin sạc lithium-ion có dung lượng 72,6 kWh, đáp ứng cấu trúc điện kép 400V hoặc 800V, cho phép tương thích với bộ sạc nhanh DC 350 kW với tốc độ sạc từ 10 đến 80% chỉ trong 18 phút và 50 phút với trạm sạc 50 kW để sạc từ 20 đến 80%. Nếu sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn AC 10,9 kW thì chỉ mất khoảng 6,6 giờ sạc đầy 100%. Ioniq 5 được xem là mẫu xe điện chuẩn mực và tiên phong trong ngành ô tô điện nói riêng cũng như xu hướng phát triển ô tô trong tương lai với hàng loạt các giải thưởng danh giá. Mới đây nhất, Ioniq 5 nhận được bộ 3 giải thưởng xe của năm, xe điện của năm và thiết kế xe của năm trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế New York 2022. Trước đó, Ioniq 5 cũng nhận được các giải thưởng xe của năm tại Đức, Anh và châu Âu. Ngoại thất của Ioniq 5 dựa trên cảm hứng từ thiết kế mẫu xe Concept 45 với ngôn ngữ thiết kế có tên là Parametric Dynamics, tức là động lực học tham số. Đây là cách tiếp cận thiết kế phi truyền thống bằng việc sử dụng các thuật toán hình học để tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số như một yếu tố thiết kế. Điểm nhấn dấu ấn của Ioniq 5 là thiết kế Parametric Pixel với cụm đèn chiếu sáng trước sau theo phong cách Pixel với các ô vuông ánh sáng. Parametric Pixel sẽ là điểm nhận dạng của thương hiệu Ioniq so với các mẫu xe khác của Hyundai Motor cũng như các mẫu xe điện khác. Ioniq 5 sở hữu không gian nội thất được Hyundai gọi là Smart Living Space, một không gian thông minh dành cho cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là một cabin của xe ô tô. Điểm tạo ấn tượng của nội thất Ioniq là bệ tỳ tay trung tâm di động Universal Island. Bản táp lô của Hyundai Ioniq 5 được thiết kế theo phong cách tối giản minimalism. Ioniq 5 trang bị cặp màn hình có kích thước 12,3 inch nối liền, màn hình cảm ứng thông tin và màn hình giải trí, thiết lập đa chức năng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp cùng các chuẩn hệ thống giải trí thời thượng nhất hiện nay như Android Auto, Apple CarPlay cùng với camera 360 độ. Tính chất xanh của Ioniq 5 không chỉ nằm ở việc xe di chuyển không phát thải mà còn ở vật liệu cấu thành nên nội thất xe. Ghế ngồi, tấm lót đầu, viền cửa, sàn và tay vịn của xe đều được sử dụng từ vật liệu có nguồn gốc tái chế như nhựa chai PET tái chế, sợi có nguồn gốc thực vật và sợi len tự nhiên. Ở trạng thái thường, Ioniq 5 sẽ có dung tích cốp đạt 531 lít và nếu gập hết hàng ghế thứ hai, dung tích khoang sau có thể lên tới 1.600 lít. Một tính năng khiến Ioniq 5 trở nên độc đáo và rất smart living, đó tính là tính năng Vehicle to Load. Đây là chức năng giúp xe có khả năng cung cấp điện cho các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe. Công suất tối đa của hệ thống này đáp ứng được đạt tới 3.600 W. Bên cạnh đó, các chức năng tiêu chuẩn khác như điều hòa tự động, đèn tự động, khởi động chìa khóa thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ lái 3 chế độ Remote mang tới một sản phẩm đầy đủ tiện nghi cho các vị trí ngồi. Mẫu xe Ioniq 5 được giới thiệu tại Việt Nam sở hữu đầy đủ các công nghệ sạc pin cao cấp nhất của Hyundai với công suất đạt 217 mã lực cùng mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm được cung cấp bởi một motor đặt trên trục sau. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 185 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,4 giây. Xe có khả năng di chuyển tối đa 450 km cho một lần sạc với điều kiện vận hành thông thường. Với sự hỗ trợ của hệ thống an toàn SmartSense cùng với các công nghệ an toàn cơ bản khác của Hyundai. Sau khi chính thức giới thiệu, Ioniq 5 sẽ được trưng bày phục vụ khách hàng tới xem và trải nghiệm tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc. Thưa quý vị, cũng trong tuần qua, những tín đồ của thương hiệu xe Vespa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp quy tụ lại với nhau qua sự kiện Ngày hội Vespa. Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm kết nối các Vespista, tức là những người yêu quý xe Vespa, có tình yêu cháy bỏng với một mẫu xe mang biểu tượng của văn hóa nước Ý. Được biết, sau sự kiện lần đầu tiên này, Ngày hội Vespa sẽ được tổ chức hàng năm vào chủ nhật cuối cùng của tháng 4. Năm 1946, chiếc xe Tay Ga Vespa, một phương tiện di chuyển cá nhân mới kết hợp đầy đủ mọi yếu tố phổ biến như xe đạp, tính năng hoạt động như xe máy, thoải mái và thuận tiện như xe hơi, đã ra đời bởi kỹ sư thiên tài, ông Corradino di Ascanio, vốn là kỹ sư hàng không và là nhà thiết kế máy bay trực thăng. Lịch sử của Vespa là một ví dụ độc đáo về một thiết kế công nghiệp bất tử, là một biểu tượng của sự sáng tạo Ý.
hơn 19 triệu xe Vespa trên toàn thế giới, hay 19 triệu câu chuyện của những tâm hồn lạc quan yêu đời, luôn sống cùng những cung bậc cảm xúc chân thật nhất. Vespa trở thành một biểu tượng phong cách Ý, là ngọn lửa truyền cảm hứng đến cộng đồng chỉ với một danh từ, một tính từ và thậm chí là một động từ mang tên Vespa. Chào mừng sinh nhật chiếc xe tay ga biểu tượng của văn hóa Ý Vespa, công ty Piaggio Việt Nam đã tổ chức ngày hội Vespa 2022 diễn ra vào ngày 24 tháng 4 vừa qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội và nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội Vespa 2022 đã quy tụ hơn 2.000 thành viên từ các hội nhóm Vespista, tức người yêu quý Vespa, đến dự hai sự kiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các khách đến tham dự ngày hội Vespa năm 2022 đã được chiêm ngưỡng không chỉ các dòng sản phẩm Vespa hiện đại với bản màu, phong cách và độc đáo vốn là DNA của thương hiệu, bên cạnh thiết kế mang tính biểu tượng vượt thời gian, mà còn là dịp để các Vespista được show những chiếc xe đầy cá tính của riêng họ. Xuất hiện tại ngày hội Vespa lần này có thể điểm qua một vài cái tên vừa quen thuộc vừa độc đáo như Vespa GS 160, Vespa Rally 200, Vespa 180 Super Sport hay Vespa 150 VBA 1959. Vespa 150 VBA 1959 là một trong những mẫu xe hiếm và tiêu biểu nhất của Piaggio, đẹp, phong cách, vui nhộn và tinh kỹ. Vespa 150 VBA có tất cả những điều đó. Được chế tạo bởi Piaggio và Co. tại Pontedera, Tuscany, Ý, Vespa 150 MK1 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1959. Mẫu xe này đã đạt được thành công lớn ở thời điểm ra mắt nhờ sự sang trọng và chất lượng cơ khí chế tạo cao cấp. Vespa 150 VBA được các vận động viên sử dụng tại Thế vận hội Olympic ở Roma năm 1960. Sau lần tổ chức đầu tiên này, dự kiến ngày hội Vespa thường niên sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối cùng trong tháng 4 hàng năm. Xin chào quý vị và các bạn, lại tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng tuần này để cùng với chúng tôi tiếp tục khám phá mẫu xe MG5. Tuần trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị sơ qua những chi tiết về thiết kế ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe MG5 này. Tuần này mời quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục khám phá về những cái thông số kỹ thuật cũng như là những cái công nghệ được trang bị trên mẫu xe này, cũng như là một số đánh giá của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, bên cạnh thiết kế ngoại thất bắt mắt, ấn tượng cũng như là thiết kế bên trong nội thất rộng rãi, thoải mái, thì chiếc xe này nó được trang bị những cái công nghệ, khá là nhiều công nghệ. Và theo MG cho biết thì có hơn 20 cái tính năng công nghệ an toàn chủ động và bị động được trang bị trên chiếc xe này. Trước tiên thì giới thiệu đến quý vị những cái thông số về động cơ của chiếc xe này. Thì chiếc xe MG5 được trang bị động cơ 1.5 lít, công suất của nó là 112 mã lực, đi cùng với đó là mô men xoắn cực đại là 150 Nm tại vòng tua máy là 4.500 vòng một phút. Tốc độ tối đa của chiếc xe này là 180 km/h. Chiếc xe này thì nó được trang bị cái hệ thống treo trước là MacPherson và hệ thống treo sau là hệ thống dàn xoắn. Chính vì vậy mà nó vẫn giữ được cái độ cứng nhất định cho cái chiếc xe này, giúp chiếc xe vận hành ổn định khi mà vận hành, nhất là khi vào cua. Chiếc xe này được trang bị hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp, có thể tự chuyển số khi mà vận hành với cái tốc độ khác nhau khi mà di chuyển trên đường. Với cái hộp số này thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm và cảm thấy thoải mái khi mà mình nhấn ga, bởi vì nó khá là mượt mà khi tăng tốc và nó không có cảm giác là giật thúc hoặc là cảm thấy khó chịu cho người ngồi ở phía sau khi mà chúng ta tăng tốc. Và cái hộp số CVT này gần như là được trang bị trên tất cả các cái mẫu xe mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây. Cái tính năng của nó cũng như là cái ưu điểm của nó thì trong một cái dịp nào đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị kỹ hơn về những cái tính năng, những ưu điểm cũng như là những nhược điểm của cái hộp số vô cấp CVT này.
chiếc xe MG5 này thì nó có 5 chỗ thôi. Và ở cái hàng ghế sau nó cũng được trang bị một cái cửa sổ, một cái cửa gió cho hàng ghế sau, giúp cho người ngồi ở phía sau cũng cảm giác thoải mái, mát mẻ. Ngoài cái động cơ 1.5 và hộp số vô cấp CVT như tôi vừa giới thiệu thì chiếc xe này nó cũng có 3 cái chế độ lái khác nhau, quý vị có thể tùy chọn. Đó là chế độ Urban, chế độ Dynamic và chế độ Normal. Ba chế độ này thì quý vị có thể tùy nghi sử dụng khi mà mình lái xe trên từng cái cung đường khác nhau. Bên cạnh đó thì nó cũng được trang bị cái hệ thống ESP, hệ thống trợ lực lái điện, giúp cho cái việc di chuyển của mình trên mọi loại địa hình, mọi loại cung đường, nhiều địa hình khác nhau, nó trở nên nó thoải mái và thú vị hơn cũng như là an toàn hơn. Như tôi có nói lúc nãy thì chiếc xe này nó được trang bị 20 cái công nghệ an toàn chủ động và bị động khác nhau. Ngoài những cái công nghệ thường thấy, ví dụ như là phanh ABS, rồi khởi hành ngang dốc, cũng như là phanh tay điện tử, rồi giữ phanh điện tử auto hold, thì chiếc xe này nó còn được trang bị những cái công nghệ khác, ví dụ như chống bó cứng phanh ABS nè, hệ thống hỗ trợ phanh EBA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống ổn định thân xe điện tử, hệ thống kiểm soát độ bám đường, hệ thống kiểm soát vào cua, hệ thống vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp, chức năng làm khô đĩa phanh, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và cảnh báo va chạm phía sau khi lùi xe. Ngoài ra thì chiếc xe này nó cũng còn được trang bị cái hệ thống an toàn bao gồm 6 túi khí, cũng như là móc trẻ em ISOFIX, rồi một số cái tính năng an toàn khác, ví dụ như là cảnh báo khi mà người ngồi trên xe không có thắt dây an toàn chẳng hạn, vân vân. Và với một cái chiếc xe sedan hạng C như là MG5 như thế này thì theo tôi đánh giá những cái công nghệ như được trang bị như thế này là khá nhiều so với những mẫu xe cùng phân khúc khác hiện đang có mặt trên thị trường. Và thưa quý vị, trong thời gian gần đây đó thì theo một số đánh giá cũng như là một số cuộc bình chọn thì người ta thấy rằng khách hàng tại Việt Nam hiện nay rất là quan tâm đến những cái tính năng an toàn, những cái công nghệ an toàn trên một chiếc xe. Bởi vì ngoài các cái yếu tố thiết kế ngoại thất đẹp nè, bắt mắt nè, rồi trong nội thất nó tiện nghi nè, thoải mái nè, thì cái yếu tố an toàn nó đóng vai trò hết sức là quan trọng trong những năm trở lại đây đối với khách hàng khi mà họ tìm hiểu và họ muốn sở hữu mua một cái chiếc xe. Điều đó cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì công nghệ nó ngày càng phát triển và người ta sử dụng ô tô ngày càng nhiều thì cái vấn đề an toàn luôn luôn lúc nào cũng phải đặt lên trên hết. Tất nhiên là các hãng xe thì lúc nào họ cũng quan tâm đến cái vấn đề an toàn trên chiếc xe của mình. Nhưng mà khách hàng tại Việt Nam, tâm lý khách hàng tại Việt Nam thì thời gian gần đây khách hàng tại Việt Nam quan tâm hơn. Và thưa quý vị, với tất cả những cái công nghệ an toàn cũng như là những cái thông số về kỹ thuật mà chúng tôi vừa giới thiệu thì một yếu tố cũng khá là quan trọng nữa, đó là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này được công bố trên đường hỗn hợp là khoảng 6 lít trên 100 cây số. Như vậy thì với một cái chiếc sedan hạng C như thế này, với một cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy thì cũng khá là chấp nhận được. Việc trải nghiệm cũng như là việc quyết định lựa chọn đó là do quý vị. Chúng tôi chỉ giới thiệu và đánh giá sơ bộ những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi mà cầm lái chiếc xe này, cũng như là giới thiệu đến quý vị những cái chi tiết về chiếc xe này. Tất nhiên vấn đề quyết định mua xe hay không là vấn đề của quý vị khán giả, đúng không ạ? Hơn hết, khi mà chúng ta trực tiếp cầm lái chiếc xe này, chúng ta tự trải nghiệm, tự cầm lái, thì lúc đó chúng ta mới có những cái đánh giá, những cái trải nghiệm thực tế nhất để mình có một cái quyết định đúng đắn khi mình lựa chọn mình mua một chiếc xe. Và thưa quý vị, cũng giống như những chiếc xe khác của MG tại Việt Nam thì chiếc xe MG5 này cũng được hưởng chế độ bảo hành 5 năm, cũng như là cái dịch vụ cứu hộ miễn phí 5 năm MG Care 247. Và như chúng tôi đã giới thiệu thì chiếc xe này nó có mức giá bán là 579 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Như vậy thì so với
một cái chiếc xe sedan hạng C so với những cái mẫu xe cùng phân khúc khác hiện đang có mặt trên thị trường, thì cái mức giá này là một mức giá rất là lý tưởng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý khán giả có những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Xe và Xu hướng tuần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7.